đây em bé. Nhỏ này thằng lại đi tìm có nước đá sao ở đâu hả? Thì mày bỏ vô cái ca bự á. Cho con cái đi. Cái gì chứ? Cho con viên cái đi. Ờ, cho nó cái gì mà nó có viên. Cho con viên cái đi. Cái gì chứ? Cho con viên cái đi. Không nghe. Thì đâu rồi? Thi. Thi vô đây thôi. Khách ta vô thay cái chụp nhà của mày xin đu rồi. Ra đây nè. Thi. Vô đây rồi. Thi vô đây. Chủ nhà gì thi vậy? Mày đó. Em đi chơi. Đẹp hỏi đi. Nè mệt nè. Nè. Chú ba nói thì sao đăng lên được YouTube? Một, hai. Lấy bông ra. Biểu viên. Ba nữa này sao đăng lên YouTube? Để đâu? Để như này nha. Đúng đá nha. Chú ba nữa này sao đăng lên YouTube được? Từ từ. Rồi. Một, hai. Nào làm gì đây? Chơi tay thì muốn gì? Hay tay hay ngón cho nó. Học thay mẹ. Đây. Ngọc về nó vừa không thấy. Mấy bộ rồi. Giờ có đi rồi lên nào tới lên rồi đó rồi về có đi với ai
Không có vụ mà xe xe cao thế kìa chứ à. Mua 2-3 chiếc luôn. Để lấy mấy chiếc nó chồng lên nhau à. Ừ. Con đứng yên. Sao lên được? Bay lên. Con có cánh không? Có. Cánh đâu? Nửa lớn với con mọc ra. Cánh chú ba lớn rồi mà sao chú ba chưa mọc? Cắt rồi. Cắt bỏ rồi. Ở trong con kia vết đó thầy. Thôi, vết đó có thuốc chét nó hết luôn rồi. Hết luôn ạ. Thầy cho con coi cái cánh đó mà đục đi đâu rồi. Đây, bàn tay. Nướng rồi. Nướng hả? Nướng quan rồi hả? Bây giờ mổ bụng chú ba ra để lấy gì? Nó tan rồi lấy gì? Nó tan. Ỉa ra luôn. Mà xuống hầm cứt lấy. Nhanh lên. Con không nhìn thấy. Cái áo này dính gì vàng vàng à? Hả? Việt Nam gì vậy? Sáng hôm nay đi cái gì vậy? Người kia lấy nước kêu hết con. Ở tình nghe nổi đi như mang về không? Ba. Chơi lần. Chứ cái quán trước cửa nó tao dở lắm. Cứ chân. Nghe gì đâu nói.